Ok. Tui cho mày. Tui cho mày. Con na cũng hẳn, con na cũng hẳn. Làm luôn có lẽ. Mày kè đâu? Mày kè. Mày kè chết rồi. Sao sao tôi còn gồng? Gồng hơi bị kinh. Tôi còn gồng, tôi còn Joe. Còn CC. Hello anh. Hello em. Thấy củ 11. Ừ, cầm cháy ghê. Anh nấu đông rồi. Cây gì ạ? Đi fan. Fan à? Được bút lại hả? Anh không biết, mà anh chơi cái bài này anh thấy nó... Hay là lớp bị yếu thì anh biết. Chắc là đồ đẹp, chắc là đồ đẹp. Đồ của anh ta của anh. Áo tràng không? Áo tràng không? Hay là lấy đồ banh la đổi về? Cái đồ đổi về. Cái con thread á. À có thread hả? Hộ pháp, hộ pháp. BK2 rồi hả? Ui BK2 ngon thế. Anh lên chính cho anh sát sức lên luôn. Cho anh 3 cái sát sức đó. Giờ kiếm đồ bay kia thôi, đồ bay kia ngon. Bay kia ngon quá, bay kia hay ngon quá. Có sát thủ không anh? Có sát thủ không? Ba thượng long. Ơ chưa có sát thủ nha. Chưa có sát thủ anh ơi. Bỏ bớt con Nami được. Nami không được, bỏ Nami không được. Con nào cũng không bỏ được hết á. Vì cái đấu sĩ rồi, Nami cái pháp sư. Bỏ Nami đi anh, bỏ Nami đi. Bài thiếu đồ quá ta. Chết, bài chém chết rồi. Bài chém chết rồi. Thật hết con ba nó trâu lại. Trời ơi. Đấy là bài chém chết có pha đó con rồng rồi. Kiếm sát thủ anh, kiếm sát thủ anh. Sát thủ cần không? Cần thủ cần, cần, cần sát thủ. Bạc kìa anh, thay thay con Nami. Anh Nami ủ quá. Bây giờ đấu sĩ của anh lộn cái pháp sư. Bây giờ anh bỏ đấu sĩ luôn. Ừ vậy được, 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 hợp lý, hợp lý. Lấy ra cái bí ẩn được. Ừ về đi, về đi, về đi, về đi, như vậy đi. Con Thread thay con ấy, con Thread thay con. Có đâu? Thread thay con Elite. Má giờ thằng nào cũng đánh rồng Savanna, rồng Savanna khỏe quá. Na đang ảo ha lắm. Ôi mày ơi,
cái chiêu khảm của nó đó, chiêu khảm của nó đam to. Chúng nó phà chết. Rồi anh thiếu đâu sĩ chồng anh yếu. Không anh kiếm cho em đụng á, theo 2022 đi. Hai cái thật thiệt. Anh nhớ cái bài, cái thời mà con Sifan còn khỏe, anh cầm 2022 đập liên tục không? Hồi xưa là 2022, level 9 mà đúng không? Đã chết. Có ám long mà, mình có ám long mà, đâu thiếu đam, đâu sao ám long, đâu thiếu đam. Red giờ khó kiếm nha. Từ từ Ron, mình có chữ win mà. Ấy giờ mình càng Soraka 2, càng bạc 2 đồ các thứ vô. Anh này gì là đẹp đó, còn thiếu thờ Red để vô cho em nữa là đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy em kêu bỏ pháp sư là sai nha, tại vì anh có con Zoe pháp sư á. Con Nami pháp sư với Silas pháp sư thì không sao, nhưng mà con Zoe pháp sư rất là ngon. Thì bất tử ngon lắm. Đúng, tại vì nó ra chiêm hai lần đó, ví dụ như nó bất tử này xong nó cộng lóc luôn nữa. Zoe pháp sư ngon lắm. Anh có cái hút đồ nữa. Yasuo, đúng rồi, mình cần Yasuo á. Đến mày này cũng cần Yasuo. Rồi, tao lo. Hay đây anh nè. Thử được 2022 rồi. 2022 là ngon. Đó rồng 10 tiền. Red kìa. Ok. Chiếc chiếu cần mấy chiếu. Yasuo à. Bài kích đẹp luôn ha, kích đủ hệ luôn. Nhưng mà ấy là bây giờ cần ấy, cần con thêm một bay hai. Nếu mà thua. Không thua đâu. Bài con sát thủ có kia luôn. Không có thiếu đam, kiểu vừa ám long vừa sát thủ thì sao mà thiếu đam được. Cái tội ám long thì nó không thiếu đam, nó bút lên đam nhiều lắm. Kích hệ đủ luôn à, đủ hệ luôn. Đủ hệ, vừa tròn hệ. Đẹp. Đúng nha. Phải ke bay. Nó qua từ nó bắt tướng gì với anh, mình có cần giam tướng đó không? Nó bài Yasuo, bài này Savannah. Bài này mình đã cũng ăn 8 2 rồi. Anh kiểu rồng, luôn rồi. Nó rồng 2. Giảm con thôi. Yeah. Rồi kiếm rồi 2 cũng được anh. Bạc. Ui. Có khả năng lên được nha, tại vì một mình anh chơi với mấy đâu. Mình chơi, anh à? Chơi với mấy? Ai đánh chồng em đâu. Nhưng mà cần có con bạc không cần hai, nhưng mà con Zui cần hai nha. Né kiểu này quá. Tự cái coi. Bây chế. Cắn con đồng rồi, Chém. Yêu đem nó coi bây chế chém. Coi bây chế nó chém. Ý, đứng. Tám cây rồi, thắng rồi. Anh đi cái đi đằng đó là biết thắng rồi. Bên kia nó chém đảo quá, mình nhìn bên kia nó chém sướng quá. Không anh. Anh dự trù hai con bay kia hai luôn anh. Rồng có thể. Đúng rồi, dự trù đi. Rồng không đủ tiền lên đâu, nhưng mà bay kia ba có thể lên đó. Nếu mà lát nữa thua mình sẽ chơi hai bay kia hai á. Để tiền xíu đi. Con vô y 2 cái. Rồi vô y 2 rồi. Máy level 9 rồi, không có bạc bút tỷ lệ rồi. Con bánh kê. Khoan nha. Tức tiền xíu. Còn khả năng nha. Đâu ai chơi đâu. Chiếu được con vô y với con tham đi cũng ngon này. Đâu muốn sẽ chiếu rộng. Hai sao còn ăn nữa này, một sao thôi sao ăn thua rồi. Mana con đồng ít lắm. Mana con đồng không cần chiếu. Chủ yếu là chiếu Zoe với là Nami rồi. Rồng tàn cái chết rồi. Mà đồ mày rồng nó vào xuống tim đó. Đồ rồng nó vào xuống tim. Mày đi. Ba chết cho tôi lên bây một giờ, cái nha. Đứa chờ lên được con bay ke. Về nhà Ron con bay ke nữa là bay ba. Đứa chờ lên được bay ke nè. Có hai thằng chắc không tranh được đâu không. Có bay ke luôn. Thôi bạn ơi, bà đưa nào cũng thua mà. Đưa nào bạn cũng thua mà. Đúng rồi. Đưa nào bạn cũng thua mà. Thôi bạn cho mình làm quả lưng quả clip bay ba đi.
Vô đi hai. Thôi lên thôi, để chơi gì nữa đâu. Bài ba bỏ hết tướng ra thử anh, thử chấp 58 máu không chết đâu anh. Con bỏ tướng ra chấp được không? Ờ, đâu còn tướng ra là mày chấp đâu. Tướng nó full hết mẹ rồi. Xong rồi. Không cần chiếu nữa. Bài ba nó chém mới chết mẹ rồi. Tâm kem. Bùm. Bùm. Đi đi. Thôi thằng này biết chơi nè. Biết chơi vậy nó nhường vô bay ba. Giữa bài không ép.